Bà chạy ơi, chạy ơi. Dương đưa tôi luôn, giúp tôi đưa lại. Làm lẹ bà. Dẫn xe ra thôi nha. Dẫn xe ra chút xíu thôi. Rồi nhìn cho bạn giá xăng đi. Rồi giờ cái mặt của bà. Dính nón xìu. Nằm xuống luôn. Bây giờ hoàn quay lại sao nói cạo xuống một cọi. Thấy mày cạo xuống một cọi à? Chẳng mà chưa một quay à? Chín chưa chín. Bà Hạnh đây là mắt kiến đi bà Hạnh. Rồi qua bên này. Mỏng hay gói thôi. Rồi bây giờ so giá đi. Bà Hạnh xích ra đằng sau, xích ra quay mặt với bà. Thấy quê à. Ê, cho nó cơ tôi quay hai cái mì đâu có thấy hoặc hai bà tôi mới không canh mới quay vậy. Rồi phải vô gì được á, rồi tiếp tục bỏ vô. Rồi quay qua bên kia. Rồi bà Hạnh cầm cho dầu ăn lên nhìn giá. Nhìn giá trước rồi hãy mua. Wow. Giá đâu Hạnh? Này nè. Cái giá nè. Vậy thôi kệ lại đi. Thôi đẹp mà. Rồi, ba đi, ba đang gọi tính tiền đi. Mà gắm đâu ra vậy? Rồi bỏ xuống. Bà cứu xuống mà bay vòng nhà. Rồi đi lên, đi lên. Quay qua hai bên. Dương mặc và tôi lên nha. Đi, trời ơi chọn món thôi mà. Đó là siro nho. Rồi bạn như lại đi. Mơ dọc. Anh mở cửa cười mà anh cười. Mà với cảnh sao mà chị chạy bây giờ tới đó liền qua cái mặt quá liền nha. Rồi chạy. Gục đi mà Hạnh. Đập rồi từ trên xuống nha, đừng có ngang nó không hay. Thở dài, thở dài.
giờ mà chống, ăn chống mấy chứ, chống mấy tiếp. Chống mà chống cả tới ngủ tiếp á. Xong bắt đầu mũi da da này nha. Mũi da da. Mũi da da. Từ từ mà nghe tiếng mũi đó, mà nghe tiếng mũi đó. Ừ, gãy chân gãy tay đi. Đầu mũi tiếp. Đầu mũi tiếp. Rồi, rồi, rồi.